có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cãi trong vòng anh em. Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con, khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cây đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sát nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Vì tại kỵ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bị phạt. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát. Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp 7 lần. Nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tức vô tâm vô trí, ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dòng thứ. Người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết. Mặc dù con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu.